sức khỏe, thành công và thăng tiến trong công việc. Đó là những điều gì rất tuyệt vời đúng không bác? Và giới thiệu với các bác nhà mình tác phẩm Bát Mã Truy Phong được chế tác trên chất liệu gỗ chắc đỏ đen và một cái phôi rất lớn của Từ Quận Hồng vừa chế tác xong các bác nhá. Cùng với kích thước tác phẩm là cao đến 70, ngang tác phẩm là 1m68 và sâu tác phẩm là 38 các bác nhá. Một siêu phẩm cầu bát mã chất liệu gỗ chắc mà cực kỳ lớn các bạn, cực kỳ lớn. Cũng hiếm khi cái Từ Quận Hồng mới lại sở hữu được một cái phôi to này mà làm liền đến 99% này các bác nhá. Để sẽ tác phẩm bát mã này. Còn sau đây các bác nhà mình cùng ngắm chi tiết để thấy được vẻ đẹp của tác phẩm từ đến nét đục, chất liệu gỗ đến những đường nét họa tiết nhỏ khác. Tám chú ngựa đồng lòng phi về phía trước rất dũng mãnh các bác nhá. Đấy, vượt qua mọi sóng gió chông gai để vươn lên đằng trước, dẫn đến hướng đến thành công. Và ở tác phẩm Bát Mã thì luôn luôn là có một tác phẩm có một luôn luôn có một chú ngựa đấy, đã ngoái đầu lại, quay đầu lại đây để nhìn lại đoàn của mình, và không bao giờ có ai sẽ bị đẻo bỏ lại phía sau cả. Tất cả đều thành công, tất cả đều đến được đích các bác nhá. Từ những chất liệu gỗ chắc các bác đang dõi theo camera đấy ạ, thấy những vân gỗ chắc cực kỳ đẹp các bạn. Đấy, vân đẹp lắm, vân cực kỳ đẹp luôn các bác thấy không. Phôi này hiếm có, khó tìm. Và cái nét đục của ngựa hàng kỹ các bác nhá, nét đục ngựa hàng kỹ này, kinh bông chân trước bên dưới là bên dưới gập này, tất cả chân nó được đục kinh bông hết ra, tách nét từng con các bạn, đẹp lắm. Tỷ lệ thì cân đối, chất ngựa cũng chắc các bác quay này, vân này. Và đây trên cái cầu này cũng làm thêm những cái cần nấm linh chi thể hiện biểu hiện cho sức khỏe. Và đây con chặt đá này, trong những họa tiết hoa văn hoa lá và chữ mã đáo thành công. Ở trước là một cây tùng cực kỳ đẹp đấy, cái tùng mọc lên từ kẽ đá cực kỳ đẹp các nhá. Cây tùng thể hiện cho chính nhân quân tử, sự sức sống mãnh nhiệt qua này đó. Vâng, vậy là tổng quan các tác phẩm các bác đã thấy rất đẹp, rất to, và hơn nữa này là tác phẩm hàng kỹ các bác nhá. Vâng, vậy là các bác nhà mình đã được chiêm ngưỡng tác phẩm chiêm ngưỡng qua đây ạ. Tác phẩm Bát Mã Truy Phong chất liệu gỗ chắc rất to mà bên Nguyễn Hồng vừa làm ra. Và bên Nguyễn Hồng thì cũng làm rất nhiều tác phẩm từ gỗ khác trên các dòng gỗ quý. Và ngoài ra thì ngoài tác phẩm bát mã to này thì em có làm nhiều cầu bát mã vừa chung để vừa phù hợp với rất nhiều không gian các bác mình có thể cài đặt. Các bác nào ưng tác phẩm cầu bát mã là muốn tác phẩm cầu bát mã kích thước vừa phải hoặc không gian của mình hơn thì có thể nhấn theo dõi Từ Quận Hồng và nhấn đăng ký các bác nhá. Và đừng để lỡ những cái tác phẩm khác Nguyễn Hồng đang chế tác xong và đưa lên giới thiệu các bác nhà mình. Vâng, cảm ơn các bác. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo ạ.